500k bằng cái class. Thích tâm lý tin mình không? Cái gì vậy? Cái này thì tôi nhận, tôi bán thật, thông cảm giúp tôi với đồng đội. Tại vì tôi bán là tôi kiếm tiền để lì xì cho Mina. Cái này là có lý do chính đáng, mọi người hãy thông cảm giúp tôi. Hèn gì nó rủ mình chơi flash hả? Chịu. Bây giờ anh Lia chỉ nói chuyện bằng sổ đỏ thôi. Mấy người như mình thì anh Lia đâu nói chuyện đâu. Em Bi đừng nói vậy chứ. Bữa anh Lia kêu là anh Lia đi đánh ghost, anh Lia bảo là bóng chạy đến đâu là anh Lia mua mảnh đất đó, từ đó. Ba làm như là tôi gửi tiền cái gì đó chứ. Ui, có năm, xuống giết được nè, có năm. Từ ăn rừng, xuống đây giết rồi tụi em vô giúp luôn. Đây này. Cô năm không tin nhau gì hết. Cái này đủ lên là nữ chưa anh em? Ôi trời ơi, đúng rồi, mình đang cua, đang cua. Anh nghĩ sao về cái flash 200k? Chưa có đốt, chưa có gì cả. Ui rồi. Ôi, gấp lòng chết rồi. À, người em nào vừa mới nói dứt câu vậy ta? Anh Lê xin nha. Anh vừa dứt câu là anh Lê Lát đó nha. Vừa dứt câu Lê Lát đây. Em hỏi A nghĩ sao về cái flash 200 cao đừng nói xuống mà chị E có mua flash A đâu. Xe lăn trong đêm quốc xa rồi biết đâu. Chơi. Lên tăng lên nó luôn. Cao hơn lúc nãy 101k ngay lúc này. Hello there. Ôi trời ơi. Rồi nha chị, lùi đi chị. Con mít nó già đó. Mít nó ở boss mà. À mít ở một boss. Trời ơi. Báo thông tin thế này là chết rồi. Đánh vậy mà không lên lò nữ thì tôi chịu thằng edit của kia luôn á nha. Đây. Fake. Ao trên. Mina chó lên một đoạn văn đi Mina. Cái chó này lưng cái gì như nó đánh quá. Lên nữa. Chiến thế nhờ. Mina ơi, trận này phải gắng thắng cho thua nó chửi đó. Trời nó luôn à. Anh luôn quay bớt kìa. Giỡn. Nhoi. Giỡn hơi sâu. Lông anh hơi nhiều. Anh giết nó được. Lông sao? Lông hơi nhiều thì không về. Thiệt đúng là có mấy chị em này nghĩ bậy quá. Tôi đang chơi con tướng gì? Lông gì đâu nghĩ bậy. Lông chim. Nó mất lướt rồi. Lông chim chứ lông gì mọi người? Lông này là gọi là lông hủ hay lông chim ta? Con sa da này là chim mà đúng không? À, mấy chị em phụ nữ cười gì đây? Thôi em cười thôi mà chứ em bảo gì đâu. Tôi hiểu nụ cười của cô đó nha. Trường lẽ không? Tôi hiểu nụ cười của mấy cô đó. Nè nè, lá lên chơi luôn nha Lục ơi. Lục có lá đâu? Em đang xuống này, em đang xuống nè. Nè nè, em lá lên, em bắn nè, em lá lên, em bắn nè. Phải chơi nha, phải chơi nha. Em lá lên chơi nè, chơi luôn nha mọi người, đừng sợ nha. Ủa tiên đi nữa, 6 giây nữa mới có rờ, 5 giây nữa. Cứ chơi luôn mọi người ơi. 4 giây nữa, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Nó hết rờ, hết lá rồi, chơi đi mọi người. Rồi. Vô này. Em giết được. Vô nè, 1, 2, 3 lá luôn nha, lá, bung 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 beo chơi nha. 1, 2, 2, 3. Vô đi anh. Anh này gì có 1 lá. Nó kéo kìa, nó kéo baby kìa. Ngon ra em ổn, em ổn. Anh 12 giây nữa, có 1 lá rồi. Mina lát nguyên luôn nha Mina. Đây. Nè em, chơi nè. Chuẩn bị phục lát nè, em chuẩn bị phục lát nè. Anh có phục lát này. Em phục lát này. Chơi luôn nha, đừng sợ nha. Anh giúp một này. Rồi, em tele luôn nè. Tôi đang phi đam nè, chơi đi. What the dog doing? Ơi, quả này mình end được luôn nha, mình end được tụi nó hết rồi, hết lá rồi, chơi nè. Anh có gì chuyển anh về lấy đồ đã. 4 người đánh nhiệt quá không để ý tôi luôn chứ.
Ừ, cái gì vậy? Mina, 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 mình làm cái đột biến nè Mina. Kia nó còn gì, nó chưa đầu hàng ta, nó chờ phép màu anh ơi, nó còn hy vọng á, nó còn hy vọng á, nó lạc quan như mấy anh em bù vậy đó. Có ngựa nên nạt nói rồi. Lùi cái này Mina ơi, này cho nó đéo đi à. Ơ Mina, Mina, Mina gì vậy? Mina bỏ tôi. Đang định tra đâu đó. Mina bỏ tôi. Mina tệ. Con mẹ mày luôn. Ờ nó đầu hàng. Trời ơi, dễ quá vậy ta. Buồn thiệt, thắng vậy mà vẫn không vui được chứ. Dễ thắng dễ quá không vui. Em bị người ta bỏ rơi anh ơi, tưởng ở đó người ta cứu em được.